Học phí trường Đại học Y Dược Thái Bình có đắt không? Theo đề án tuyển sinh năm 2024 của trường Đại học Y Dược Thái Bình, dự kiến mức thu học phí đối với năm học 2024-2025 dao động từ 31 triệu 200 nghìn đồng đến 41 triệu 300 nghìn đồng trên một năm học. Cụ thể, ngành y khoa, y học cổ truyền, dược học có học phí là 41 triệu 300 nghìn đồng trên một năm học. Ngành y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học là 31 triệu 200 nghìn đồng trên một năm học. Lộ trình học phí thực hiện theo Nghị định số 81-2021-NDCP và Nghị định 97-2023-NDCP.